Kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề luật sư của doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VTV. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn tổng hợp ngắn ngay sau đây. Hợp đồng, văn bản thỏa thuận giao kết kinh doanh giữa các doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong các thỏa thuận đó. Hợp đồng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch. Trong một hợp đồng làm bằng văn bản, các nội dung cần được thể hiện đó là tên và thông tin địa chỉ các bên, thông điệp nêu rõ sự đồng ý trên thỏa thuận, nội dung và phạm vi công việc thực hiện hàng hóa được mua bán, giá cả và số lượng hàng hóa, quy cách hàng hóa, thời điểm và phương thức giao hàng. Phương thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng và tòa thụ lý nếu có tranh chấp. Bảo mật thông tin, các điều khoản chung và thời hiệu hợp đồng. Trên thương trường, bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với đối tác bên ngoài cũng đều được thể hiện thông qua hợp đồng. Đây chính là ràng buộc pháp lý về nghĩa vụ của các bên trong kinh doanh. Khá nhiều các tranh chấp kinh doanh ngày nay đều xuất phát từ những bất cập của hợp đồng. Đó chính là lý do khiến nhiều công ty, tập đoàn lớn trên toàn thế giới đã tổ chức bộ phận pháp lý riêng để xem xét, đánh giá và tư vấn cho mình trước khi ký kết các hợp đồng. Nhiều chuyên gia kinh tế từng đặt câu hỏi, đâu là yếu tố quan trọng nhất của một thương vụ làm ăn? Phần lớn câu trả lời nhận được là tính chặt chẽ và hình thức của hợp đồng. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển lớn mạnh của các nền kinh tế trên thế giới, hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp đang có xu hướng ngày một tăng về tốc độ cũng như tính chất phức tạp của những giao dịch thương mại này. Theo đó, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp cũng ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, không phải tổ chức cá nhân nào khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều quan tâm một cách đầy đủ đến các điều khoản để soạn thảo một hợp đồng. Do đó sẽ khó tránh khỏi hậu quả kèm theo trong quá trình giao kết và thực hiện các hợp đồng kinh doanh thương mại. Trong chuyên đề luật sư của doanh nghiệp tuần này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cái nhìn tổng quát nhất về hợp đồng kinh doanh thương mại, cũng như những sai sót trong quá trình soạn thảo và ký kết hợp đồng. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Điều 401 khoản 1 Bộ Luật Dân sự quy định, hợp đồng có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Trên thực tế hiện nay, không phải hợp đồng nào cũng được lập bằng văn bản. Tuy nhiên, cũng chính bởi lý do này không được lập bằng văn bản cụ thể, nên những hợp đồng này thường có rủi ro cao hơn và khi xảy ra tranh chấp, các bên thực hiện hợp đồng khó có căn cứ để tự bảo vệ quyền lợi cho chính doanh nghiệp mình. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép, thì các doanh nghiệp phải tuân theo các quy định đó. Hợp đồng bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta điều chỉnh về cái vấn đề là hợp đồng thương mại thì chúng ta có hai cái luật gốc, đó là cái Bộ Luật Dân sự thì nó có cái chế định về hợp đồng. Đấy. Và cái văn bản pháp luật thứ hai mà điều chỉnh trực tiếp các cái quan hệ kinh doanh thương mại giữa các cái doanh nghiệp rồi các cái doanh nhân với nhau, đó là cái Luật Thương mại năm 2005. Thì hai cái văn bản này là hai cái văn bản cơ bản. Thế ngoài ra thì trong một số các cái lĩnh vực liên quan, ví dụ như lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực giám định thì đều lại có những cái mẫu hợp đồng riêng làm sao nó phù hợp với từng cái lĩnh vực. Thì khi mà các cái doanh nghiệp mà muốn ký kết hợp đồng trong cái lĩnh vực gì thì phải có hai cái luật gốc như thế người ta điều chỉnh và có các cái luật chuyên ngành khác. Việc giao kết hợp đồng phải tuân theo các nguyên tắc. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng. Hợp đồng có hiệu lực khi có đủ các điều kiện. Người tham gia hợp đồng có năng lực hành vi nhân sự. Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Người tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện. Hình thức hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp pháp luật có quy định. Đúng, hợp đồng kinh tế là một trong những cái công cụ rất là quan trọng để giúp cho doanh nghiệp. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận cái hợp đồng kinh tế đầu tiên ấy, khi chúng ta đàm phán giữa hai đối tác với nhau và thống nhất các cái điều khoản thì chúng ta nghĩ rằng đơn giản hợp đồng kinh tế chỉ là một cái văn bản để mà thể hiện lại những cái điểm mà chúng ta đã thống nhất trong cái cuộc đàm phán đó. Thì đấy là cái cách của chúng ta nghĩ là như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì nó không phải như vậy. Trên thực tế thì việc soạn thảo hợp đồng là một cái bước đàm phán tiếp theo để giúp cho
đối tác này có lợi hơn đối tác kia ở trong những cái điều khoản đó. Trong một doanh nghiệp thì việc ký kết hợp đồng sẽ được giao cho người đại diện thực hiện. Theo quy định của pháp luật thì có hai loại đại diện: đại diện đương nhiên theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền. Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2005 thì người đại diện đương nhiên theo pháp luật của các doanh nghiệp được xác định như sau. Đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần thì người đại diện theo pháp luật là tổng giám đốc, giám đốc. Trừ trường hợp điều lệ công ty quy định chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật. Đối với công ty hợp danh thì người đại diện theo pháp luật là các thành viên hợp danh. Như vậy, đối với người đại diện theo pháp luật, họ có quyền nhân danh doanh nghiệp để ký kết hợp đồng. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả những người khác trong doanh nghiệp, dù giữ bất cứ chức vụ gì, đều không có quyền tự mình ký hợp đồng nhân danh doanh nghiệp, mà họ chỉ có quyền ký hợp đồng theo sự ủy quyền của người đại diện theo pháp luật và chỉ được ký hợp đồng trong phạm vi ủy quyền. Thưa quý vị, như vậy hợp đồng thương mại là một trong những giao dịch kinh doanh thương mại có lĩnh vực rất rộng, có thể là hợp đồng chuyển nhượng góp vốn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng nhượng quyền kinh doanh, hợp đồng ly xăng. Mỗi loại hợp đồng thường có những nội dung riêng, luật điều chỉnh riêng, đồng thời có những sai sót đặc thù cho các bên khi ký kết. Vì vậy, trong quá trình soạn thảo và giao kết hợp đồng, các doanh nghiệp rất dễ mắc phải những sai sót và do vậy hậu quả để lại là không hề nhỏ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tú chuyên sản xuất hàng may mặc phân phối cho các công ty có nhu cầu tiêu thụ trên cả nước. Tháng 2 năm 2006, công ty Anh Tú đã ký hợp đồng cung cấp áo sơ mi cho công ty Hàng Nguyễn trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, kết thúc 1 năm, phía Hàng Nguyễn vẫn chưa trả tiền cho bên công ty Anh Tú. Hai bên làm biên bản đối chiếu công nợ, nhưng 8 tháng sau, tức là đến tháng 10 năm 2007, công ty Hàng Nguyễn vẫn chưa trả số tiền nợ cho công ty Anh Tú, đồng thời khiếu nại về chất lượng hàng hóa mà Anh Tú cung cấp là không bảo đảm chất lượng và đề nghị giảm bớt số tiền phải trả. Trước tình hình trên, công ty Anh Tú không đồng ý với khiếu nại của công ty Hàng Nguyễn và quyết định kiện công ty Hàng Nguyễn ra tòa án kinh tế. Theo quy định của Điều 318 Luật Thương mại thì số hàng hóa này là loại hàng hóa không có bảo hành. Như vậy, công ty Hàng Nguyễn sẽ rất khó tìm được đủ căn cứ để khiếu nại công ty Anh Tú về chất lượng hàng hóa. Hơn nữa, công ty Hàng Nguyễn cũng đã mất quyền khiếu nại bởi theo khoản 2 Điều 318 Luật Thương mại thì thời hạn khiếu nại về chất lượng hàng hóa là 6 tháng kể từ ngày giao hàng. Trường hợp hàng có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là 3 tháng kể từ ngày hết hạn bảo hành. Như vậy, theo luật định thì những đơn vị mua hàng như công ty Hàng Nguyễn thường phải chịu thiệt thòi nếu có xảy ra tranh chấp. Nhìn ở góc độ doanh nghiệp thì hợp đồng được hiểu là một cái công cụ để chúng ta có thể tiến hành đàm phán. Thế khi mà chúng ta nhận được một cái hợp đồng thì một cái sai lầm thường gặp của các doanh nghiệp đó là chúng ta không đọc kỹ cái hợp đồng đó. Hợp đồng là một công cụ đàm phán, họ đưa vào một số các điều khoản có lợi hơn cho họ để chúng ta thấy rằng không muốn đàm phán tiếp và điều chỉnh nữa và chúng ta ký vào đó, và chúng ta lại không đọc kỹ nó thì ngay lập tức là chúng ta đã chấp nhận cái phần thiệt hại cho mình ở trong tương lai nếu có cái sự cố xảy ra. Và một cái lỗi thường gặp đó là các doanh nghiệp tin tưởng ở đối tác của mình, ít đọc kỹ các cái điều khoản và chỉ đọc một số các cái điều khoản chính trong hợp đồng mà không đọc các cái điều khoản phụ, thì đấy là một cái lỗi thường hay xảy ra. Tại vì các bên liên quan, các bên ký hợp đồng nhiều khi chỉ muốn là công việc cho nó xong đi. Cái hợp đồng xem như là một cái biên bản mà hai bên thỏa thuận với nhau. Nhưng mà trong hợp đồng có rất nhiều những cái điều khoản mà về sau nó trở nên một cái vấn đề cho bên này hoặc bên kia hoặc là cả hai. Thì nếu mà cả hai bên không nghiên cứu trước thì để khi mà cái vấn đề nó xảy ra, cái sự cố nó xảy ra thì bây giờ mới tìm cách giải quyết, đã đưa đến cái vấn đề là một trong hai bên hoặc cả hai bên không tuân thủ những cái cam kết và cái thực hiện những cái trách nhiệm của mình, đưa đến cái sự xung đột về quyền lợi và rất nhiều trường hợp là đưa đến vấn đề kiện tụng tại tòa án. Trong một doanh nghiệp thì việc ký hợp đồng sẽ được giao cho người đại diện thực hiện. Theo quy định của pháp luật thì có hai loại đại diện đương nhiên theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền. Do đó, bên cạnh những sai sót như ví dụ đã nêu trong câu chuyện trên, một trong những rủi ro khác khi giao kết hợp đồng đó là chính sai sót về thẩm quyền ký kết hợp đồng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện ngay sau đây.
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 8 năm 2011. Sau khi gửi trọn niềm tin vào một ngân hàng lớn là Sibank, VVF đã đồng ý mua 150 tỷ đồng trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar. Công ty này là một trong những khách hàng của ngân hàng Sibank, với điều kiện Sibank sẽ đứng ra bảo lãnh và thanh toán cả gốc lẫn lãi nếu có chuyện bất trắc xảy ra. Tuy nhiên, khi trái phiếu đến hạn, doanh nghiệp phát hành gặp khó khăn về tài chính, chưa thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán. VVF đã yêu cầu Sibank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo đúng chứng thư bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Sibank phát hành. Nhưng đến ngày 27 tháng 11, Sibank bất ngờ phát đi một thông cáo báo chí cho biết nhà băng này quyết định không chấp nhận yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo chứng thư bảo lãnh phát hành ngày 24 tháng 10 năm 2011 do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hương Giang ký bảo lãnh phát hành trái phiếu cho tập đoàn Vina Megastar vì chứng thư bảo lãnh này trái pháp luật. Cụ thể, bà Giang đã ký bảo lãnh phát hành trái phiếu của Vina Megastar không đúng thẩm quyền theo pháp luật và quy định của Sibank. Nếu dựa theo các thông tin này, dường như yêu cầu của VVF đối với Sibank về việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh, thanh toán gốc và lãi số tiền 150 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp Vina Megastar phát hành ngày 19 tháng 10 năm 2011 là không có cơ sở và không thuộc trách nhiệm của nhà băng này. Thành ra ngay trong trường hợp một ngân hàng ký một cái bảo lãnh với một cái đối tác nào đó, rồi khi mà cái đối tác đó đòi bảo lãnh thì ngân hàng đưa ra cái vấn đề là cái người mà ký có thể không có thẩm quyền. Thì tôi nghĩ rằng để mà tránh cái trường hợp đó thì trước khi mà ký kết thì cả hai bên đều có những cái luật sư, họ tham khảo cái điều kiện pháp lý của mỗi bên và đặc biệt là họ tham khảo những cái văn kiện, chẳng hạn như trong trường hợp này là luật sư phải tham khảo tất cả những cái văn kiện, những cái văn bản của phía ngân hàng để xem rằng người chi nhánh mà ký, người giám đốc chi nhánh mà ký vào cái hợp đồng đó hoặc là cái bảo lãnh đó có đủ thẩm quyền mà ký hay không. Mà một khi đã có thẩm quyền ký thì đây là một cái văn bản nó có giá trị cho toàn thể ngân hàng và khó mà ngân hàng có thể tránh được cái trách nhiệm và thực hiện cái bảo lãnh đó. Trên thực tế, trong hoạt động kinh doanh, các loại giao dịch rất đa dạng, do đó không hề có một dạng hợp đồng chuẩn mực nào. Các điều khoản điều chỉnh hợp đồng kinh doanh thương mại vì vậy cũng rất khác nhau. Chính thực tế này đã dẫn đến những sai sót tiềm ẩn những rủi ro tranh chấp pháp lý hay những hiểu nhầm đáng tiếc cho các doanh nghiệp. Những sai sót có thể kể đến như hợp đồng ký kết không đúng thẩm quyền hoặc không rõ ràng trong điều khoản bồi thường và lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp. Tiếp theo sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi một số chia sẻ của các vị khách mời ngày hôm nay về những sai sót thường gặp đối với doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng. Thế thì thông thường thì là chúng ta dễ dàng từ bỏ cái lợi quyền lợi của mình trong việc là lấy cái quyền để mà soạn thảo cái hợp đồng đó. Chúng ta có thể đơn giản là nhường cho cái đối tác của mình họ soạn thảo cái hợp đồng đó cho nhanh hơn, cho tiện hơn. Nhưng mà trên thực tế khi mà lấy được cái quyền soạn thảo hợp đồng thì các đối tác lại tiếp tục đưa vào trong cái hợp đồng đó một số các cái điều khoản có lợi hơn cho mình. Nó có thể không phải là những điều khoản chính, nhưng là những cái điều khoản phụ nhưng mà có lợi hơn cho mình khi mà các cái vấn đề nó phát sinh. Thế và khi mà chúng ta nếu như chúng ta nhận cái hợp đồng đó và chúng ta thấy là nó cũng không đúng với ý của mình, nhưng vì thấy nó cũng nhỏ và chúng ta bỏ qua vì thôi thì nó đã đến đây rồi thì ta ký, thì như vậy là chúng ta đã gặp phải cái bất lợi ở trong tương lai. Thì đấy là một trong những cái điểm quan trọng khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện hợp đồng. Và một cái lưu ý nữa ấy, là khi mà ký một cái hợp đồng thương mại quốc tế ấy, thì các cái doanh nghiệp Việt Nam thường là lại lựa chọn cái luật nước ngoài và lựa chọn cái cơ quan tài phán nước ngoài, là trọng tài nước ngoài hoặc tán nước ngoài để giải quyết. Thế khi mà có cái sự tranh chấp hợp đồng thì chúng ta lại phải mang cái hợp đồng đấy ra cái cơ quan nước ngoài giải quyết, mà đôi khi cái giá trị hợp đồng nó nhỏ, thế vì vậy mà chúng ta lại sang nước ngoài chúng ta giải quyết thì cũng rất là khó khăn cho doanh nghiệp. Thì đấy là những cái sai sót. Hoặc là đơn giản như thế này, có những doanh nghiệp nó thỏa thuận, người ta thỏa thuận là cái hợp đồng này là áp dụng theo pháp luật trọng tài và đưa ra giải quyết tại trung tâm trọng tài. Nhưng không chỉ rõ là trung tâm trọng tài nào, trung tâm trọng tài quốc tế bên cạnh phòng thương mại quốc tế hay là trung tâm trọng tài Á Châu hay là trung tâm trọng tài Sài Gòn. Tức là về nguyên tắc theo quy định của luật trọng tài ấy, thì khi mà anh muốn cái cơ chế giải quyết bằng trọng tài ấy, thì anh phải chỉ rõ là sắp tới anh giải quyết cái mâu thuẫn này nếu có thì ra trung tâm trọng tài nào, phải chỉ rõ đây là trung tâm trọng tài Á Châu hay trung tâm Sài Gòn hay trung tâm trọng tài Việt Nam, hoặc nếu không về nguyên tắc
là chỉ ra tòa án. Mà ra tòa án thì theo tố tụng dân sự, tố tụng tòa án, tức là cơ quan tòa án nào thẩm quyền sẽ xử lý vụ việc. Thì chỉ vì một cái điều khoản để giải quyết tranh chấp không rõ thì có thể là dẫn đến một cái thiệt hại rất lớn đối với doanh nghiệp. Thưa quý vị, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch thương mại đang ngày càng trở nên quan trọng. Bởi hợp đồng càng rõ ràng bao nhiêu, các doanh nghiệp càng tránh phải những rủi ro trong kinh doanh bấy nhiêu. Vì vậy, có thể nói đến việc soạn thảo hợp đồng thương mại yêu cầu khá nhiều kỹ năng. Người soạn thảo phải dự tính được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, việc sai sót trong quá trình soạn thảo và giao kết hợp đồng diễn ra khá phổ biến. Vậy nguyên nhân dẫn tới những sai sót này là gì? Kính mời quý vị theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Giang thành lập năm 2003 là một doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo xuất khẩu. Do hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đồng thời nhận thấy rõ tiềm năng phát triển của thị trường nội địa, lãnh đạo công ty đã quyết định đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra những loại sản phẩm mới phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước. Công ty này đã ký kết hợp đồng mua bán nguồn nguyên liệu từ phía công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Tín. Công ty Xuân Tín có trách nhiệm cung ứng 1 tấn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất mới, sẽ ra mắt thị trường sắp tới trong kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty Linh Giang. Tuy nhiên, trong quá trình giao hàng, công ty Xuân Tín đã không thực hiện đúng theo cam kết trong hợp đồng, đã giao hàng không đúng chủng loại, mã hàng mà hai công ty đã thống nhất. Công ty Linh Giang đã đề nghị công ty Xuân Tín phạt vi phạm theo hợp đồng đã ký là 20% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp Linh Giang ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty Xuân Tín, thì công ty này chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh. Và đến trước thời điểm phát sinh tranh chấp giữa hai bên, công ty này vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý đó. Hợp đồng kinh doanh giữa bên công ty Linh Giang và Xuân Tín bị coi là vô hiệu toàn bộ. Trong trường hợp này, công ty Linh Giang là bên chịu thiệt hại do không có căn cứ để yêu cầu bên đối tác kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ đã ký kết. Có những doanh nghiệp ký hợp đồng thương mại mà không biết đối tác của mình là sống hay chết. Có những đối tác doanh nghiệp là gần như là chết rồi, chẳng qua chưa chôn thôi. Mà anh vẫn ký đương nhiên là không, hợp đồng đấy không thực hiện được, bởi vì người ta không có năng lực. Ký xong thì mới biết là không thực hiện được. Trong khi đó mình đã chuyển cho họ rất nhiều tiền rồi, thì đương nhiên là rất là bất cập. Hoặc là có những hàng hóa chẳng hạn, anh chỉ tìm hiểu sơ bộ là cái hàng hóa đấy là một cái lô xe ô tô chẳng hạn. Anh nhìn thấy là rõ ràng là xe này là sản xuất 2010 với cái cấu thành, với cái tiêu chuẩn kỹ thuật như thế này. Nhưng anh không tìm hiểu ở chỗ là cái lô xe này 2010 có một đợt sóng thần chẳng hạn. Nước nó đã ngập vào hết toàn bộ cái xe này. Và dẫn đến là đáng lẽ cái giá trị mỗi cái xe là 800 triệu đồng thì bây giờ thực ra chỉ còn 400 triệu đồng thôi. Hoặc là 200, 300 triệu đồng thôi. Anh không tìm hiểu về cái đối tượng hàng hóa thì đương nhiên là dẫn đến cái việc sai sót trong việc anh ký hợp đồng. Và dẫn đến thiệt cho anh thôi. Theo kinh nghiệm của tôi và nhìn nhận của tôi là phần lớn các cái doanh nghiệp Việt Nam là cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy mà các cái nguồn lực về tài chính và nhân sự đều rất là hạn chế. Vì vậy mà khi mà họ ký kết các cái hợp đồng thì đều không có cái sự tư vấn từ các cái chuyên gia pháp lý cũng như là các cái luật sư có kinh nghiệm. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất, là không có cái sự tư vấn. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái vấn đề là cái tư duy của các cái doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ vừa, đó là làm việc trên cái cơ sở là niềm tin, và đôi khi là hợp đồng nó không thể hiện rõ những cái ý chí thực sự của các cái bên đấy, chỉ khi mà có tranh chấp thì mới căn cứ vào hợp đồng. Một cái nguyên nhân thứ ba đó là các cái lãnh đạo của các cái doanh nghiệp đấy, chúng ta chưa hiểu rõ các cái quy định của luật doanh nghiệp, luật thương mại và các cái quy định pháp luật của hệ thống pháp luật Việt Nam. Một cái nguyên nhân thứ tư đó là cái việc mà cái hệ thống pháp luật của Việt Nam chúng ta cũng tương đối là phức tạp và thay đổi thường xuyên. Đấy, vì vậy mà cái khả năng tiếp cận của cái doanh nghiệp, của những cái người mà có cái thẩm quyền ký kết hợp đồng đối với lại cái hệ thống pháp luật về hợp đồng của chúng ta là hạn chế. Đấy, vì vậy mà dẫn đến những cái sai sót này.
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới, quan hệ giao thương giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn. Song những sai sót trong việc soạn thảo hợp đồng kinh doanh, dù do những nhân tố khách quan hay chủ quan, thì đều dẫn đến những hậu quả khôn lường cho các doanh nghiệp. Một điểm yếu của các doanh nghiệp Việt Nam là thường ký kết hợp đồng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, trong các hợp đồng thương mại thường có những điều khoản mâu thuẫn với nhau nhằm tạo thuận lợi cho bên soạn thảo khi có tranh chấp phát sinh. Doanh nghiệp A cho doanh nghiệp B thuê một văn phòng làm việc trong thời hạn 5 năm với số tiền là 120.000 đô la Mỹ trên 5 năm, tương ứng với 2.000 đô la Mỹ một tháng. Hợp đồng thuê văn phòng được bên B thành lập, trong đó có điều khoản phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng như sau. Nếu bên A, tức là bên cho thuê, phá hợp đồng, đòi lại nhà trước thời hạn trên, bên A sẽ phải chịu phạt tối đa là 3 tháng tiền nhà, tương ứng với 60.000 đô la Mỹ. Trong trường hợp bên A phá vỡ hợp đồng trước thời hạn thì bên A phải bồi thường lại cho bên B các tài sản và trang thiết bị bên B đã đầu tư. 2 năm sau, bên A bán văn phòng đó cho công ty C và đòi lại văn phòng đã cho doanh nghiệp B thuê. Vì doanh nghiệp B không đồng ý nên doanh nghiệp A đã kiện doanh nghiệp B ra tòa án. Bên A thắng kiện, đòi lại được nhà đã cho bên B thuê và nộp phạt cho bên B 3 tháng tiền nhà đúng theo điều khoản phạt vi phạm mà hai bên đã ký kết, tương đương với số tiền là 60.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong hợp đồng lại có thêm điều khoản. Trong trường hợp bên A phá vỡ hợp đồng trước thời hạn thì bên A phải bồi thường lại cho bên B các tài sản và trang thiết bị bên B đã đầu tư. Theo tính toán của bên B và những tính toán được tòa án xác minh thực tế, giá trị trang thiết bị và tài sản của bên B đầu tư cho văn phòng trong vòng 5 năm lên tới 200.000 đô la Mỹ. Như vậy, trong trường hợp này, bên A sẽ phải bồi thường cho bên B số tiền là 200.000 đô la Mỹ chứ không phải là 60.000 đô la Mỹ như ban đầu. Thêm vào đó, thời gian chờ phán quyết của tòa án, bên A cũng không thể bán được nhà cho công ty C. Thì cái hợp đồng đó, nếu mà chúng ta có xung đột xảy ra, chúng ta đem cái đó ra để kiện khách hàng, kiện đối tác của mình, chúng ta có thể thắng. Nhưng vì có một điều khoản xung đột trong đó thì dẫn đến cái chuyện, cái việc khởi kiện của chúng ta nó sẽ dẫn đến chuyện kéo dài thời gian. Cái chuyện chúng ta thắng với việc là chúng ta mất đi một cái khoảng thời gian rất dài để mà thắng được cái hợp đồng đó, để thắng được các cái đối tác của chúng ta với cái hợp đồng đó, thì cũng sẽ khiến chúng ta mất luôn cái cơ hội mà chúng ta có lợi thế ở cái lúc mà chúng ta ký kết hợp đồng. Thế thì như vậy thì rõ ràng là nhiều khi chúng ta tưởng rằng là mình hoàn toàn là nắm ở thế chủ động, hoàn toàn có lợi, nhưng mà thực tế có thể chúng ta đang lại rất bất lợi. Người ta đã đưa chúng ta vào một cái tình thế là đúng với mặt luật pháp nhưng mà lại thất bại về mặt kinh doanh. Các hợp đồng kinh doanh dù được soạn thảo bằng văn bản hay bằng miệng đều đóng vai trò là hòn đá tảng cho hoạt động đầu tư và phần lớn các hoạt động kinh doanh khác của công ty. Một hợp đồng sẽ hình thành các yếu tố liên quan, từ đó thiết lập các quan hệ kinh doanh giữa các đối tác như nhân lực, khách hàng, nhà thầu, chi phí, quyền lợi và trách nhiệm. Việc xây dựng soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại như thế nào để tránh những sai sót không cần thiết là một vấn đề quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp trong thời đại ngày nay. Một thực tế là các giao dịch kinh doanh thương mại ngày nay ngày càng đa dạng và phức tạp hơn. Mỗi loại giao dịch mang một đặc thù khác nhau. Không có một chuẩn mực nào dành cho các hợp đồng kinh doanh thương mại, cũng như các điều khoản quy định trong đó. Tuy nhiên, vẫn có những điều khoản cần hiện hữu trong mọi loại hợp đồng nhằm giảm thiểu rủi ro tranh chấp phát sinh, những hiểu nhầm giữa các doanh nghiệp cũng như đảm bảo các quyền pháp lý cần thiết cho doanh nghiệp. Những điều khoản này còn được gọi là lớp áo giáp chống đạn cho mọi loại hợp đồng, mặc dù có thể doanh nghiệp cảm thấy một vài điều khoản nào đó là không cần thiết trong các bản hợp đồng nhất định. Song yếu tố quan trọng là xác định những rủi ro kinh doanh nào có thể hiện diện trong các giao dịch của doanh nghiệp và khả năng có thể loại bỏ hay giảm thiểu những rủi ro đó bằng việc sử dụng các điều khoản hợp đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia, có nhiều điều khoản áo giáp giúp ngăn ngừa bất kỳ rủi ro hay thua thiệt nào trên các hợp đồng kinh doanh mà doanh nghiệp ký kết. Đó là điều khoản như lựa chọn luật hay luật điều chỉnh, hay điều khoản về lựa chọn nơi xét xử nếu phát sinh tranh chấp. Những điều khoản này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn, tạo lợi thế cho bản thân trong việc giải quyết tranh chấp. Hoặc điều khoản áo giáp là tuân thủ pháp luật. Điều khoản này có vẻ thừa vì cả hai bên ký kết bản hợp đồng buộc phải tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng. Tuy nhiên, mục đích của điều khoản này là làm rõ việc không tuân thủ quy định pháp luật sẽ là một vi phạm hợp đồng. Nếu việc vi phạm pháp luật có tác động tiêu cực lên doanh nghiệp, cho dù doanh nghiệp ấy có thể chịu trách nhiệm liên đới hay có thể mang tiếng xấu, song điều khoản này cần thiết phải đưa vào để doanh nghiệp này có thể chấm dứt hợp đồng và hay nhận được bồi thường cho thiệt hại.
Thưa quý vị, xuyên suốt các hoạt động kinh doanh thường nhật, mỗi một doanh nghiệp đều tạo cho mình những chuẩn hợp đồng riêng. Việc xây dựng các mẫu hợp đồng chặt chẽ sẽ đảm bảo và duy trì thành công của các kế hoạch kinh doanh trong dài hạn. Tuy nhiên hiện nay không có một dạng hợp đồng chuẩn mực nào cho mọi mối quan hệ kinh doanh. Tùy thuộc vào từng giao dịch sẽ cần đến những điều khoản thích hợp riêng. Vì vậy, yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp cần xác định đó là những rủi ro kinh doanh nào có thể hiện diện trong các giao dịch của doanh nghiệp và loại bỏ hay giảm thiểu những rủi ro đó bằng việc sử dụng các điều khoản hợp đồng. Rõ ràng một hợp đồng kinh doanh thương mại được soạn thảo và xây dựng chặt chẽ, logic được coi là chìa khóa thành công cho mỗi doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại. Như vậy, để tạo ra được một bản hợp đồng kinh doanh thương mại chặt chẽ, tránh những bất lợi khi tranh chấp nảy sinh, thì các doanh nghiệp nên thực hiện những biện pháp gì? Sau đây là những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Thực ra mà khi mà doanh nghiệp mà ký kết hợp đồng ấy, nhất là hợp đồng thương mại, mà đối với những hợp đồng giá trị lớn hoặc những hợp đồng có tính chất phức tạp, thì nên tham vấn ý kiến của luật sư, chuyên gia pháp lý. Bởi vì tại sao? Nó là gần như là nó đảm bảo về cái tương lai cho doanh nghiệp. Nó giống như mua bảo hiểm ấy. Thực ra là cái phí mà dành cho luật sư, dành cho tư vấn pháp lý ấy, nó chiếm rất ít so với cái lợi nhuận ông bỏ ra được. Đáng lẽ doanh nghiệp là hưởng lợi từ cái hợp đồng này là 10 tỷ. Ông chỉ cần bỏ ra vài chục triệu, vài trăm triệu để thuê luật sư, thuê chuyên gia tư vấn. Ông chỉ trích ra vài chục triệu, vài trăm triệu. Thì đương nhiên là cái hợp đồng 10 tỷ này ông hưởng thì gần như là yên tâm tuyệt đối. Bởi vì có cái ý kiến pháp lý rồi. Cái kinh nghiệm đầu tiên thì mình hiểu rằng mình luôn luôn phải xác định rất là rõ cái bước ký kết hợp đồng là một bước đàm phán. Mình không thể dừng lại ở cái cuộc đàm phán đã được thống nhất ở trên bàn, mà cái việc mà chúng ta trao đổi từng điều khoản ở trong hợp đồng sao cho nó có lợi và nó đúng với mong muốn của mình, đúng với mục tiêu của mình là một bước đàm phán. Và mình phải hiểu đây là một bước đàm phán và mình phải đọc nó để mà mình có được, hiểu được cái mục tiêu của đối phương, của đối tác là gì, cái mong muốn của mình là gì, các cái điều khoản nó đã đáp ứng được cái mong muốn của mình hay chưa, mình có muốn đẩy thêm các cái điều khoản có lợi hơn cho mình trong một số các tình huống phát sinh hay không, và mình phải trao đổi để mình có được những cái điều khoản đó ở trong hợp đồng. Và mình làm cái việc đó với cái tâm thức là đây là một bước đàm phán. Cuộc đàm phán chưa kết thúc, mình nói miệng tức là chưa nói gì. Tất cả mọi thứ cần phải được ký kết thì lúc đó cuộc đàm phán mới kết thúc. Ở trong trường hợp mà có sự tranh tụng, có sự xung đột giữa hai bên, thì thường thường là các hợp đồng đó sẽ quy định là cái bộ luật này chịu sự kiểm soát bởi luật quốc gia nào. Nếu mà chúng ta có một cái hợp đồng với một đối tác nước ngoài, thì đương nhiên là những người đối tác nước ngoài họ muốn cái luật nó chịu sự chi phối của luật pháp của họ, chẳng hạn như tại Mỹ, tại Pháp, tại Âu Châu, tại Singapore. Trong khi thì chúng ta muốn là cái hợp đồng kinh doanh đó chịu sự chi phối của luật Việt Nam. Thành ra chúng ta phải quan tâm là cái hợp đồng đó chịu sự chi phối của quốc gia nào. Và nếu mà chúng ta là người Việt thì chúng ta phải tranh thủ cái việc mà nó chịu sự kiểm soát, chịu sự chi phối của luật Việt Nam. Thưa quý vị, trong nền kinh tế năng động ngày càng rộng mở, các mối quan hệ giao thương ngày càng đa dạng và phong phú hơn, thì vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng hơn. Bởi các đối tác của doanh nghiệp, đặc biệt là đối tác nước ngoài, hầu hết là các doanh nghiệp chuyên nghiệp, rất am hiểu luật pháp và các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng, cũng như các quy định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp. Do đó, các doanh nghiệp cần lưu ý và quan tâm hơn nữa đến những điều khoản, những quy định trong hợp đồng để tự bảo vệ bản thân khi quyết định tham gia vào bất kỳ luật chơi nào. Chương trình luật sư của doanh nghiệp tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ luật sư của doanh nghiệp a.vitv.vn hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo số 042 220 8288. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.